Tổng cục Khí tượng Thủy văn Bộ Tài nguyên và Môi trường dự báo năm 2024, El Nino sẽ gia tăng, nắng nóng sẽ đến sớm và gay gắt hơn so với trung bình nhiều năm. Bên cạnh đó, mưa ít hơn, xuất hiện chủ yếu vào cuối mùa. Mùa khô năm nay được dự báo xảy ra khô hạn cục bộ ở các tỉnh miền Trung, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Riêng tại khu vực Bắc Bộ, nắng nóng sẽ đến sớm ngay từ đầu tháng 5. ENSO hiện nay đang ở pha El Nino nhưng mà sẽ nhanh chóng chuyển sang pha trung tính trong các tháng từ tháng 4 đến tháng 6, với xác suất khoảng từ 65 đến 75%. Và sau đấy từ khoảng tháng 7 trở đi thì hiện tượng La Nina có thể quay trở lại, và hiện nay với xác suất là khoảng 55 đến 65%. Với cái diễn biến của ENSO như vậy sẽ khiến cho tình hình thiên tai trong năm 2024 sẽ chịu ảnh hưởng của cả hiện tượng El Nino trong nửa đầu năm, và sau đó là trong nửa cuối năm là ảnh hưởng của hiện tượng La Nina. Với cái ảnh hưởng như vậy thì trước tiên là trong mùa hè năm nay là đầu mùa nắng nóng thì vẫn sẽ xảy ra nắng nóng và nắng nóng gay gắt trên các tỉnh trên toàn quốc. Đồng thời, tình hình mưa bão cũng có những diễn biến phức tạp khi số lượng bão cũng sẽ nhiều hơn mọi năm, dồn dập vào cuối năm. Trong khi đó, các tháng nửa đầu năm 2024, khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ có nguy cơ thiếu hụt mưa và nguồn nước, đặc biệt khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ ít mưa. Vì vậy, tình trạng khô hạn và xâm nhập mặn có khả năng diễn ra gay gắt hơn so với mọi năm. Điều này sẽ tác động không nhỏ tới nhiều ngành lĩnh vực, đặc biệt là việc sản xuất nông nghiệp của nông dân và doanh nghiệp. Đáng ngại, El Nino khiến tình hình cung ứng điện miền Bắc sẽ khó khăn do hệ thống điện miền Bắc đang phụ thuộc lớn vào thủy điện. Hai năm trở lại đây thì cái tình hình mưa lũ là tương đối là ít và không tập trung vào cuối năm. Tuy nhiên thì năm 2024 chúng tôi dự báo là sẽ lại tập trung nhiều vào giai đoạn cuối năm từ tháng 9 đến tháng 11. Nó sẽ tương tự với các năm 2020 và 2021 khi mà chúng ta có các cái mưa lũ dồn dập trong tháng 9, tháng 10 của năm 2020 và 2021. Nắng nóng gay gắt trên diện rộng kéo theo nhiều hệ lụy, các cơ quan chức năng và người dân cần theo dõi sát sao và dự trù những phương án thích ứng phù hợp. Trong đó, công tác phòng cháy chữa cháy rừng cần đặc biệt lưu tâm. Hiện nay thì vẫn đang cao điểm trong mùa khô trên phạm vi toàn quốc. Đặc biệt thời điểm hiện nay là khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ. Và sau đó thì sẽ còn mở rộng ra khu vực Tây Bắc Bộ và sau đó khu vực Trung Bộ. Với cái việc là trong thời gian tới nhiệt độ sẽ còn tiếp tục tăng cao, độ ẩm thấp, cho nên là cái nguy cơ xảy ra cháy rừng vẫn sẽ xảy ra trên diện rộng ở khu vực các cái tỉnh vùng núi, đặc biệt là dọc cái giải phía Tây từ khu vực Tây Bắc, Bắc Trung Bộ, Trung Trung Bộ kéo dài xuống Tây Nguyên. Trước diễn biến phức tạp của khí hậu thiên tai năm 2024, các cơ quan khí tượng thủy văn sẽ tăng cường cảnh báo trực tuyến, đẩy mạnh chuyển đổi số để từng bước đáp ứng yêu cầu thông tin thiên tai đến cộng đồng, giúp địa phương, doanh nghiệp và người dân sẵn sàng chủ động trước những hình thái thời tiết cực đoan có thể xảy ra.